Chết em rồi, chết em rồi, mèo mày đó. Thằng phi nhà Phan, tao vừa mới xả kim cương ra xong. Mèo mày, mình chờ quá lâu, phi nhà Phan nó không cập nhật hồn lực mới. Thành ra mình vừa mới xả đống kim cương đi rồi. Thì phi nhà Phan nó lại cập nhật hồn lực mới các bạn ạ. Vãi cả trường, hồn lực này mình dịch theo đúng văn phong của bên CEO Đài Loan là hồn lực 5 cuồng chiến nữa các bạn nhớ. Berserker, Fangshao. Thời gian cập nhật thì sẽ diễn ra vào thứ 5 khoảng từ 2 rưỡi chiều cho đến 3 rưỡi chiều. Một lịch bảo trì vô cùng bình thường giống như những tuần khác. Ngoài việc cập nhật hồn lực năm mới ra thì gần như không có thêm bất kỳ một điều gì gọi là đáng kể cả các bạn ạ. Mèo về rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem chi tiết hồn lực năm chính thức ra vào hôm nào để các bạn có thể sở hữu nha. Theo kinh nghiệm ban đầu mà mình ghi nhận được thì thường các loại hồn lực năm mới thì sẽ có từ 1 đến 2 lần. Đầu là người ta sẽ ra theo hình thức nạp, sau đó thì các bạn mới có thể quay bằng kim cương được. Đấy, hy vọng là từ cái lúc thời điểm đấy trong vòng 1-2 lần đầu đấy mình sẽ kịp thời gian để tích lũy kim cương. Vãi trưởng mà không, tôi dồn 100 cái kim cương vào cái hồn lực năm mới này cho ca phải nó cầm thì thôi rồi. Mèo ấy. Chi tiết event. Đầu tiên sẽ là gói Limited Gift Pack từ ngày 24 đến ngày 27. Võ sĩ trong gói Limited Gift Pack này dự kiến sẽ là Mei Tian Kun và Chi Thỏa. Vì ở bên dưới mình có thấy bán hai cái trang phục cho hai võ sĩ này vào ngày 24 đến 27 trùng thời điểm luôn. Ngoài ra thì từ ngày 24 đến 27 thì còn có thêm các sự kiện, cụ thể đó là quay chip nhận thêm thưởng, quay tinh tú nhận thêm thưởng, quay Orochi Power nhận thêm thưởng. Có sự kiện nạp thô bắp, nạp bốc nào ăn bốc đấy luôn. Có thể nói là sự kiện nạp ngon nhất nhì game này rồi. Ngày 25 thì sẽ là săn bản sao Kyo, 26 là săn bản sao của Kensu thập nhất. Thế rồi các bạn ạ. Nó chen một tí từ ngày 26 đến ngày 29 thì sẽ là vòng quay may mắn để mình xem có sự kiện tiêu viêm cương không các bạn nhé. Như vậy là ở cái đoạn đầu này nó không có sự kiện tiêu viêm cương mà cũng chả có cái gì mà tiêu cả, bảo cho quay hồn vũ khí cơ đã đành. Chứ Limited Gift Pack là sự kiện nạp, các bạn không thể dùng kim cương để lấy hồn vũ khí được. Thay vào đó thì các bạn phải nạp nhá. Bạn nào mà muốn S-Max Chi Thỏa hay là Mei Tian Kun thì có thể canh đợt đấy. Còn chơi đồ khác thì theo mình đánh giá này để đợt khác, chứ đợt này nó không có tiêu viêm cương thì thôi. Từ ngày 26 đến ngày 29 thì nó lại là cái chuỗi sự kiện mới rồi, nó không liên quan gì đến cái hội kia. Bao gồm vòng may mắn, nạp thô bắp thì ngày 26 đến ngày 28 thôi. Chuỗi quà đăng nhập từ ngày 27 cho đến ngày 1 tháng 7. Nhanh thật đấy, thời gian trôi siêu nhanh luôn. Có quay máy kéo để nhận viện trợ lần này sẽ là ai đây? Iori thập tứ, Athena thập nhị và Shunei thập ngũ, đều là những võ sĩ theo mình đánh giá là không đáng để các bạn bỏ kim cương ra, dồn kim cương mà chưa được lăm các bạn. Nhưng mà không sao các bạn, cùng vì những cái cấp hồn được lăm đầu mình tin rằng nó cũng chưa được mạnh bằng những cái cấp hồn được lăm năm sao nhưng mà cũ đâu. Đấy, cho nên là cũng cứ bình tĩnh nha. Đừng tưởng là có anh chấp đi. Ok. Ngày 27 đến ngày 31 thì còn có sự kiện quay kỹ thuật NES nhận thêm thưởng. Quay hồn lực 5, quay ấn ký thứ hồn nhận thêm thưởng và không thể thiếu sự kiện tiêu kim cương từ ngày 27 đến ngày 31. Các bạn lưu ý để chơi event cho nó tối ưu nhất bằng cách đó là chờ có sự kiện tiêu kim cương thì các bạn hãy chơi. Cái sự kiện tiêu kim cương này nếu như vật phẩm mà nó quy đổi ra kim cương ấy là các bạn cũng tiết kiệm được 5.000 đến 7.000 kim cương đấy, khá đấy chứ không phải ít đâu. Đấy là các bạn canh đúng sự kiện chơi là sẽ được rất là nhiều điểm lợi. Ngày 27 ngày 31 thì còn có sự kiện là tích lũy. Thông thường cái sự kiện nạp tích lũy kiểu này nó sẽ có mốc là 9.760 kim cương kết hợp với cái gói nạp búp cho Orochi Power rất là mạnh. Đấy thì các bạn nào mà lĩnh lương thì có thể căn đến cái ngày này mà xả nhá. Và đừng quên tờ lũ S98 không chỉ hỗ trợ mua bán ạc mà còn hỗ trợ cả nạp thẻ dưới mọi hình thức. Để các bạn nạp bất kỳ gói nào thì ủng hộ mình nha. Ngày 29 thì còn ngày 29 là bán trang phục cho các loại võ sĩ cũ. Và bắt đầu cho nó là một cái chuỗi event mới từ ngày 29 ngày mùng 1 luôn. Khoảng 3 ngày đấy. Sẽ diễn ra sự kiện Boss Exchange là sự kiện ghép tranh.
bán hồn vũ khí cho võ sĩ cũ, đổi thêm sách cho lướt nhanh thì cái này quan trọng đếch gì đâu. Để chúng ta vào một cái giai đoạn bọn cái event quan trọng hơn hẳn. Để cái event này là cái event mà mình sẽ tham gia, đó là Limited Chess của Lindicane vòng thứ 2 kết hợp với Diamond Forgive. Không, chính xác là cái sự kiện này chỉ là võ sĩ mình đã có rồi. Các bạn nào mà chưa có một con tanker xịn thì có thể cân nhắc sử dụng Lindicane. Nó đã được fix rồi và bây giờ mặc dù chưa lên lục môn nhưng mình cảm thấy nó rất là khỏe và đi với ca phẩy cực kỳ ổn áp luôn. Sự kiện Diamond Forgive là sự kiện tiêu kim cương hoàn trả kim cương. Sự kiện tiêu kim cương phiên bản là ngon nhất trong tất cả các phiên bản. Các bạn hãy canh me mà lấy võ sĩ ở vòng 2 thì sẽ được lợi một chút mặt kim cương nhá. Thời gian võ sĩ dùng nó ngắn hơn nhưng mà kim cương nó lợi hơn đấy. Ngày 31 đến ngày mùng 3 sẽ có, mỗi ngày thì sẽ có đều có sự kiện nạp trứng, đập trứng kim cương. Các bạn nạp 400 kim cương thì đập trứng sẽ nhận được thêm tầm khoảng hơn 600 kim cương nữa. Đấy, rất là lãi so với những cái ngày nạp thông thường. Ngoài ra thì tất cả những cái ngày nạp đấy thì các bạn cũng sẽ đều có cái sự kiện single top up. Đấy, nghĩa là các bạn nạp kim cương sẽ được event kép này, rất là lợi. Đấy. Ngày 31 đến ngày tháng 3 mùng 3 thì còn cũng tất nhiên là không thể thiếu được cái sự kiện quay hồn vũ khí tiêu kim cương. Đấy, đâu rồi? Cho không thể quay hồn vũ khí của Lindicane à? 31 tháng 3 đây đang là quay rương các bạn ạ. À. Mình xin lỗi, đây vẫn đang là quay rương. Như vậy quay rương vòng 2 không chỉ có Diamond Forgive và tiêu kim cương hoàn trả kim cương mà còn có nạp kim cương kép. Đấy. Đâu rồi, 31 tháng 3 bạn đây, 31 tháng 3 bạn, bọn này thề với các bạn chắc chắn là nó lỗi tích rồi. Meo rồi, bọn này làm lỗi tích rồi. Ở trên là chúng ta đã có Diamond Forgive là ngày 31 đến ngày mùng 3 tháng 7 rồi nhá. Đấy, mở bên dưới này lại cũng thế. Các bố Ctrl C Ctrl V lỗi rồi. Đây đợt này nó hay bị lỗi tích á. Để mình vào mình báo nó thì các bạn cập nhật để xem lại sau nhá. Bởi vì thông thường thì chỉ có một event tiêu kim cương ở một thời điểm thôi. Đấy, bao giờ event rất rất đặc biệt thì mình có hai cái trùng nhau. Còn đầu hồn vũ khí vòng 2 sẽ có một event tiêu kim cương riêng khác với vòng quay rương. Đấy, thì các bạn cũng lưu ý để gọi là căn ke cho nó hợp lý, tránh bị lỗi tách để mà tính toán sai lầm. Ở đây thì nó ghi là ngày 31 đến ngày mùng 3 nhưng mình nghĩ nó sẽ là chuẩn, nó sẽ là ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 7. Đấy thì mới là chuẩn được các bạn ạ. Đấy, thì sẽ là cái sự kiện Spend for Rewards cho quay trứng hồn vũ khí của Lindicane lần 2 nhá. Đấy, đây cũng thế, đây phải là cái sự kiện nạp tích lũy. Đấy, đây nó là 7 ngày, sự kiện nạp tích lũy cho nên tới 7 ngày thì cũng có thể là chấp nhận được. Bên dưới quay hồn vũ khí đâu. Bên trước tiên là chúng ta sẽ có sự kiện Fire Shall Wish. Đây mới là đúng ngày gọi này. Từ ngày mùng 3 cho đến ngày mùng 7 thì sẽ là sự kiện quay hồn đực lăm. Tất nhiên là chắc chắn không chắc chắn là sẽ có hồn đực lăm mới đâu các bạn ạ. Mình không chắc chắn nó sẽ có hồn đực lăm mới đâu nhá, bởi vì theo lịch sử nhắc lại là nó sẽ vào gói nạp trước, sau đó 1 đến 2 lần thì nó mới cho anh em dùng kim cương để mua. Đấy, quy luật cuộc chơi nó là như vậy từ trước đến nay. Kèm theo sẽ là bán rune, hot rune, trang phục cho Lindicane và trứng hồn vũ khí của Lindicane không thể thiếu. Ở đây cũng có event nữa các bạn này. Thế này khả năng tiêu kim cương kép thật, tiếp tục là single top up for resources, nhưng mình nghĩ là đoạn ở trên ra nó gõ thừa rồi. Đấy, đến ngày hôm đấy thì chơi nó chắc các bạn nhé. Nhìn chung đến ngày mùng 3 là chắc chắn là chúng ta sẽ biết là nó có lỗi tách hay là không. Đấy, nhưng còn đâu lỗi tách thì càng nếu như không lỗi tách thì càng tốt, các bạn sẽ càng được lợi nhiều hơn so với những cái đợt tiêu kim cương trước. Đấy, còn lại đấy các bạn ạ. Đôi khi lỗi nó sẽ không phải là cái sự cố đâu, bất lợi đâu, nó lại là cái có lợi cho các bạn đấy. Rồi, hẹn các bạn trong video theo nhá. Méo à, thằng Vinh Phan mày làm méo báo tao méo này. Nó him, nó gợi ý về cái hồn đực lăm này lâu lắm rồi các bạn ạ, phải tầm nửa năm nay rồi.